Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có một số tin tức đáng chú ý sau đây. Gặp mặt 3.000 nhà giáo, cán bộ, quản lý giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thầy giáo Phạm Văn Đức tấm gương sáng trong ngành giáo dục huyện Sìn Hồ. Việc tình nguyện hiến đất mở đường tại nhóm 2 tổ 8 phường Tân Phong lan tỏa phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi gặp mặt 3.000 nhà giáo, cán bộ, quản lý giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc. Vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn dành nhiều ưu tiên cho lĩnh vực này. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gợi mở 3 vấn đề lớn với ngành giáo dục, trong đó có ưu tiên phát triển con người, phổ cập kiến thức chuyển đổi số, phát triển nhà giáo cả về lượng và chất. Theo đó, mục tiêu cao nhất hiện nay đó là hoàn thành sự nghiệp đổi mới, tạo nguồn nhân lực cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tổng Bí thư cho rằng đây là nhiệm vụ đầy khó khăn thử thách, song từ phong trào bình dân học vụ, củng cố niềm tin vững chắc là chúng ta sẽ thành công khi có mục tiêu trong sáng, chính sách thông minh và cách làm sáng tạo. Thứ hai, Tổng Bí thư chỉ ra một số việc mà ngành giáo dục cần làm ngay. Đó là có giải pháp xóa hoàn toàn nạn mù chữ, phát động phong trào bình dân học vụ số để phổ cập kiến thức chuyển đổi số toàn dân, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu trường lớp ở một số thành phố lớn, đảm bảo chi ngân sách tối thiểu 20% cho giáo dục, có cơ chế thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước để phát triển giáo dục. Ba là phát triển lực lượng nhà giáo cả về chất và lượng. Tổng Bí thư yêu cầu ngành giáo dục nghiên cứu giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, thu hút người tài, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, xây dựng môi trường học tập lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 117 ngày 18 tháng 11 năm 2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước. Công điện nêu rõ, để thực hiện thành công mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là xây dựng kế hoạch, huy động, sử dụng nguồn lực hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân tại địa phương và kịp thời tổng hợp khó khăn vướng mắc từ thực tế và đề xuất kiến nghị cụ thể, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước, hướng dẫn việc doanh nghiệp tính chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát theo quy định của pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, hướng dẫn các địa phương nghiên cứu, thiết kế một số mẫu nhà ở điển hình phù hợp với đặc thù văn hóa, khí hậu của từng địa phương, vùng miền. Ủy ban dân tộc và các địa phương khẩn trương có phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai hỗ trợ nhà ở tại chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời báo cáo ban chỉ đạo các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền, chú trọng tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, tăng cường thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, nhất là trong huy động nguồn lực tài chính, nhân công hỗ trợ cho công tác xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn, khẩn trương có kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo thực hiện, tổ chức giải ngân ngay đối với lại các nguồn lực được hỗ trợ, huy động để xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn, chủ động phối hợp làm việc với các nhà đầu tư đã cam kết hỗ trợ để triển khai thực hiện theo danh sách của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương gửi cho các địa phương, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, tránh thất thoát lãng phí tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 10 năm làm thầy giáo là 10 năm thầy Phạm Văn Đức gắn bó với trường Trung học cơ sở Nong Hẻo, luôn là tấm gương sáng trong thi đua lao động, luôn đi đầu trong chuyên môn, cùng tập thể giáo viên nhà trường xây dựng một ngôi trường giáo dục với bề dày thành tích tại huyện Sìn Hồ. Thầy giáo Phạm Văn Đức sinh năm 1990, quê tại tỉnh Nam Định, từ nhỏ đã ước mơ được làm thầy giáo, được lên vùng cao vùng sâu, mang những con chữ, gieo mầm cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành toán tin trường Đại học Sư phạm Tây Bắc năm 2014, với ước mơ hoài bão, thầy Đức đã lựa chọn xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu làm nơi gắn bó cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Những ngày đầu đến với ngôi trường trung học cơ sở xã Nong Hẻo với biết bao nhiêu khó khăn thiếu thốn, xa quê, đường xá đi lại khó khăn, đồng bào nơi đây còn rất nghèo. Song với quyết tâm bản lĩnh của tuổi trẻ, thầy Đức đã bám trụ nơi đây, nguyện đem tuổi thanh xuân của mình để mang con chữ dạy học cho các em học sinh nơi đây. Tháng 11 năm 2014, tôi được
Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng vào để làm giáo viên tại trường Trung học cơ sở Long Hẻo. Sau quá trình ở đây công tác thì tôi thấy con người ở đây rất là thân thiện, các em học sinh rất là ngoan, chịu khó học hỏi và từ đấy đi làm cho tôi có cái cảm hứng yêu nghề hơn. Và tôi chọn cái mảnh đất Long Hẻo này để sinh sống và gắn bó và giáo dục các em học sinh. Trong quá trình làm giáo viên ở đây thì tôi luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà nhà trường giao, và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì trong quá trình 10 năm công tác thì tôi cũng đã được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và các năm. Trong giáo dục, thầy Đức là người giáo viên rất sáng tạo trong việc dạy học, đó là việc đưa áp dụng những kiến thức thực tiễn tại địa phương nơi mình công tác vào những bài giảng. Nhờ đó các em học sinh có thể hiểu bài tốt hơn, việc lĩnh hội kiến thức đối với các em trở nên dễ dàng hơn. Thầy dùng phương pháp như thầy chiếu lên trên màn hình, dùng những hình ảnh rất là xinh xắn để giúp bài học nó trở nên đỡ khô khan. Và thầy luôn dành hết sự tâm huyết và trí tuệ của mình để truyền kiến thức cho học trò. Và em cảm thấy trong tiết học của thầy rất sôi nổi, hấp dẫn, dễ dàng cho chúng em tiếp thu bài nhanh hơn ạ. Trong công tác chuyên môn, là một giáo viên dạy tin học, thầy Đức luôn giúp đỡ các đồng nghiệp trong thiết kế bài giảng, áp dụng công nghệ thông tin trong việc lên lớp, từ đó tạo hiệu ứng tốt trong công tác giảng dạy chung của các đồng nghiệp đối với học trò. Trong cái quá trình công tác tại trường thì em thấy là thầy giáo Đức rất là quan tâm, gần gũi với lại anh chị em đồng nghiệp và rất là gần, nói chung là thầy rất là chan hòa, dạ vâng ạ, nhiệt tình, giúp đỡ. Và về chuyên môn thì trình độ chuyên môn của thầy rất là vững vàng, có cái gì không hiểu thì thầy luôn luôn là chia sẻ và giúp đỡ anh chị em. Và cái mảng công nghệ thông tin của thầy rất là mạnh, nên là đối với cái chương trình mới như bây giờ thì cái công nghệ thông tin ấy nó rất là cần thiết đối với chúng em, thì thầy nhờ có thầy nên là chính vì vậy mà chúng em cũng trong các bài giảng của chúng em cũng sinh động hơn. Và trong cuộc sống thì thầy cũng rất là gần gũi, chia sẻ và quan tâm đến chị em đồng nghiệp. Thầy cũng làm tổ phó chuyên môn của chúng em thì trong công việc thì nói chung là thầy cũng thoải mái và giúp đỡ anh chị em. Nói chung là em trong tâm trí của em thì lúc nào cũng thầy cũng là một tấm gương để cho chúng em học hỏi và noi theo ạ. Trong quá trình công tác tu dưỡng rèn luyện 8 năm liên tục, thầy Đức đã có sáng kiến được công nhận phạm vi và hiệu quả áp dụng tại cơ sở. Có 4 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, trong đó 3 lần được tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục, một bằng khen có thời gian 5 năm công tác ở vùng đồng bào khó khăn. Có 4 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua. Có 3 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ tặng giấy khen. Trong công tác giáo dục mũi nhọn ôn thi học sinh giỏi, thầy Đức đã được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ, nhờ đó đã có nhiều thành tích quan trọng. Năm học 2020-2021, có 3 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, trong đó có 1 giải nhất và 2 giải nhì. Năm học 2021-2022, có 1 học sinh đạt giải nhì môn toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện. Năm học 2022-2023, có 1 học sinh đạt giải nhì môn toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện. Với thầy Phạm Văn Đức thì là một trong những thầy giáo trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công việc. Chuyên môn nghiệp vụ của thầy thì luôn được thầy chú trọng, quan tâm học hỏi, đầu tư, tiếp cận với chương trình mới. Trong dạy học, thầy luôn linh hoạt, sáng tạo. Đối với các em học sinh thì thầy luôn quan tâm, sát sao, tận tình chỉ bảo đối với các em. Trong cuộc sống, thầy cũng luôn gần gũi, giúp đỡ đồng nghiệp. Thầy là một thầy giáo, luôn được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin tưởng và yêu quý. Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đến gần nhắc nhở chúng ta lòng biết ơn và tri ân những thầy cô giáo nói chung, đặc biệt là những thầy cô tình nguyện, cõng chữ lên non,
đến với đồng bào, trẻ em miền núi vùng sâu vùng xa và đã cống hiến, gắn bó tuổi thanh xuân của mình như thầy Đức với một tâm nguyện vì một tương lai tươi sáng hơn đối với đồng bào vùng cao Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, việc sản xuất nông nghiệp trong nhà lưới, nhà màng được huyện Tân Uyên chú trọng thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, bên cạnh việc duy trì những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số doanh nghiệp tiếp tục mở rộng diện tích nhà màng với cây trồng mới. Sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn. Do đó, thời gian qua, huyện Tân Uyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện toàn huyện có 3 hectare diện tích sản xuất nông nghiệp áp dụng nhà màng, nhà lưới, duy trì sản xuất thường xuyên, thực hiện trồng các giống cà chua, nho xanh và dưa leo baby, dưa lưới. Thì thực hiện theo nghị quyết giai đoạn 21-2025 thì là theo nghị quyết là 7 ha, thì đến thời điểm này thì đã thực hiện được khoảng hơn 3 ha. Đấy, còn diện tích còn lại thì là cũng vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ gia đình có nhu cầu thì thực hiện khoảng hơn 4 ha nữa, thì đến thời điểm này cũng đã có ký cam kết của các doanh nghiệp này, thực hiện được đến hết giai đoạn đến 2025 thì cũng thực hiện đủ khoảng hơn 7 ha. Thực ra trên địa bàn thì nó nhà màng nhà lưới thì hiện tại là các chủ thể cái nhà màng thì chủ yếu là trồng cây dưa, và hiện tại thì trong nhà màng thì bây giờ là có cây măng tây thì cũng là cây mới để đưa vào cây nhà màng, và cây trồng cây nho này, thì là hiện tại đưa vào nhà màng để phát triển. Nhà màng nhà lưới là mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, giúp kiểm soát môi trường trồng trọt, hạn chế sâu bệnh và tăng năng suất. Trong những năm qua, song song với việc quy hoạch vùng sản xuất, trong đó ưu tiên phát triển nhà màng, nhà lưới, huyện cũng đã triển khai thực hiện chương trình chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo nghị quyết số 07/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung. Các sản phẩm được trồng trong nhà màng, nhà lưới hiện nay đều được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Tại thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trọng Nghĩa thì có gần 9.000 m2 nhà màng. Thì hiện tại tất cả các sản phẩm của công ty đều là được chứng nhận Việt Gáp, và các cái sản phẩm hiện nay là cũng bao gồm dưa leo baby, cà chua cherry, dưa lê lê và măng tây và một số cái dòng rau ăn lá khác. Hiện nay cùng với duy trì các loại cây trồng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP trong nhà màng, nhà lưới thời gian qua, một số doanh nghiệp cũng đã thử với các cây trồng mới, đó là măng tây. Măng tây được Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Bắc Ta đưa vào trồng với diện tích hơn 1 hectare từ tháng 6 năm 2024. Đến nay, diện tích măng tây phát triển tốt. Ở cái diện tích nhà màng măng tây ấy, thì mỗi nhà thì hơn 3.000. Tổng cả 3 nhà thì H1. Còn trong thời hiện tại, bây giờ đang triển khai một số cái trồng rau và trồng dưa. Đấy. Thì cũng liên kết một số cái hộ dân để trồng tiếp cái bắp cải. Thì đối với măng tây thì qua quá trình quản lý sản xuất ấy, thì măng tây phát triển rất là tốt. Đấy, rất tốt. Và thường xuyên là cho tưới các loại thuốc vi sinh. Đấy. Đấy, thì cái đầu ra thì cũng đã là cơ bản là cũng có đầu ra ổn định. Để đảm bảo kế hoạch toàn huyện có 7 hectare nhà màng, nhà lưới vào năm 2025, huyện Tân Uyên đã và đang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã doanh nghiệp trong và ngoài huyện vào khảo sát, đầu tư, liên kết với người dân, mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới. Đồng thời, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã để phát triển chuỗi giá trị bền vững, đưa nông nghiệp huyện lên tầm cao mới. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh nhiều năm nay lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo người dân các địa phương đồng tình ủng hộ. Tiếp tục là một câu chuyện đẹp ngay tại trung tâm thành phố Lai Châu, nơi mà mỗi tấc đất là tấc vàng. 13 hộ dân thuộc nhóm 2, tổ dân phố số 8, phường Tân Phong đã không cần đền bù mà tự nguyện hiến đất, góp công, góp của, mở rộng mặt đường để diện mạo khu phố khang trang hơn. Con đường nhỏ chật hẹp tại nhóm 2 tổ 8 phường Tân Phong thành phố Lai Châu được đầu tư cách đây hơn 10 năm. Mặt đường rộng khoảng 2 mét. Trước những khó khăn bất tiện trong việc đi lại của người dân là vui chơi của các cháu nhỏ, 13 hộ dân sống trong ngõ này
đã hô hào nhau và thống nhất tự hiến đất, đóng góp tiền và tự sửa sang lại mặt bằng để thực hiện mục đích chung là mở con đường vào nhà rộng hơn, đi lại thuận tiện hơn. Mình cứ hiến ra để làm đường cho nó rộng rãi cho các con, các cháu. Tôi cũng hiến vào thì chắc là cũng phải được đến 30 m². Tập thể 13 hộ gia đình chúng tôi cũng đã làm đơn kiến nghị lên trên phường. Thế nhưng mà vì là chưa có kinh phí nên là đợt này chúng tôi quyết là cũng tự bỏ tiền ra để làm. Những ngày này 13 hộ dân trong ngõ đang cùng nhau sửa sang nâng cấp mặt đường từ nền gạch thành bê tông hóa. Đây là lần thứ 3 ngõ nhỏ này tự hiến đất, tự sửa sang lại mặt bằng làm đường mà không cần đền bù của nhà nước, với trên 50 m² đất để mở mặt đường rộng hơn 3 m, dài 154 m, trị giá hàng trăm triệu đồng. Là một trong những hộ tiên phong hiến đất làm đường, anh Nguyễn Trung Kiên đã đứng lên vận động các hộ hiến đất, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ đá, cát để thi công đoạn đường. Chuyển về đây sinh sống từ năm 2019, khi đó con đường này nó còn rất nhỏ, nó chỉ khoảng lòng đường nó khoảng 2 mét thôi. Tôi cũng đã đứng lên và kêu gọi được bà con nhân dân cả xóm đã hiến đất mở rộng con đường này. Bây giờ con đường này nó rộng, rất là rộng, nó khoảng được 4-5 mét chiều rộng gì đấy. Thì cũng đã, lúc đấy anh bà con cũng đã đóng góp tiền vào để tự bỏ tiền ra để làm. Và đến nay thì cũng được 5 năm rồi thì tôi cũng đứng lên là kêu gọi bà con ở xóm mà thôi, thì con đường nó lâu năm quá, nó xuống cấp rồi, thì cũng kêu gọi bà con nhân dân là vừa trên tinh thần đóng góp và xin một số nhà tài trợ để mua xi măng rồi các thứ chi phí để giải phóng mặt bằng rồi để đổ bê tông cái con đường để cho bà con có con đường mới sạch đẹp hơn, khang trang hơn ngày xưa. Trên thực tế, ở địa bàn thành phố Lai Châu có nhiều tuyến đường nhỏ hẹp trong khi mật độ dân cư đông. Các vật kiến trúc như tường rào, cổng nhà phần lớn đã được nhân dân xây dựng kiên cố. Nếu phải chi trả đền bù để mở rộng đường thì ngân sách địa phương không thể kham nổi. Nhận thức được việc mở rộng nâng cấp đường giao thông không những thuận lợi cho mỗi gia đình mà còn cả cho đời con cháu. Vì vậy, 13 hộ dân trong ngõ nhỏ này đều sẵn lòng tự đầu tư làm đường. Chúng tôi cũng là đề xuất đề nghị lên trên, nhưng mà do là chắc là cái vấn đề về kinh phí nó hạn hẹp cho nên rằng là cũng chưa được đổ bê tông lại hoặc là sửa sang lại. Trong cái thời gian này thì được sự đồng lòng tự nguyện của bà con ở trong khu dân cư, là người ta như thế là tự hiến đất, là tự như thế là sửa sang lại và đóng góp tiền để coi như là làm lại cái đường này để cho con cháu nó đi lại, một là nó cũng là thuận tiện, hai nữa là nó cũng là đẹp đường làng ngõ xóm. Việc tình nguyện hiến đất mở đường tại nhóm 2 tổ 8 phường Tân Phong là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết đồng lòng của 13 hộ dân, đồng thời lan tỏa phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị, quyết định hiến đất và những tài sản có giá trị là điều không hề dễ dàng đối với bất cứ hộ gia đình và cá nhân nào. Bởi tấc đất là tấc vàng. Thế nhưng ở ngõ nhỏ này, khi được kêu gọi vận động thì tất cả các hộ gia đình đều đồng thuận, sẵn sàng hiến đất và tiền của để hoàn thành tuyến đường. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Lai Châu vừa tiến hành ra quân phát hiện và xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên đi xe nẹp bô, phóng nhanh vượt ẩu, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Ngày 18 tháng 11, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Lai Châu đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó có 1 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 1 trường hợp vi phạm điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi. Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Lai Châu tiếp tục tuyên truyền luật giao thông đến các trường học, thông báo các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đến các trường học, cơ sở giáo dục và chính quyền để áp dụng các biện pháp quản lý xử lý các trường hợp vi phạm. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông do lứa tuổi thanh thiếu niên gây ra, các bậc phụ huynh cũng cần quản lý chặt chẽ phương tiện, không giao xe cho con em mình chưa đủ tuổi điều khiển khi chưa có giấy phép lái xe. Nhắc nhở con em mình phòng tránh các tình huống giao thông nguy hiểm, tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ, kể cả đi bộ. Đặc biệt, khi đưa đón con em, cần chấp hành tốt luật giao thông để làm gương và phối hợp chặt chẽ với giáo viên nhà trường để giáo dục con em về các quy định khi tham gia giao thông. Trên 11.200 cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh được đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ từ năm 2019 đến nay.
Kết quả đó khẳng định sự quan tâm của các cơ quan đơn vị địa phương đã tập trung ra soát, cử cán bộ công chức đi đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm. Trong số đó có gần 1.500 người đào tạo bồi dưỡng chuyên môn và gần 500 người bồi dưỡng lý luận chính trị. Công tác đào tạo bồi dưỡng đã từng bước nâng cao trình độ năng lực, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức theo tiêu chuẩn chức danh. Nhờ đó hiệu quả tham mưu điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Đến nay trên địa bàn huyện Phong Thổ có 5 trên 16 xã cơ bản đạt tiêu chí giao thông, gồm Mường So, Khổng Lào, Malifor, Hủy Luông và Xì Lở Lầu. Qua thống kê toàn huyện có gần 160 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện hoặc nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đạt 95,8% tổng chiều dài toàn tuyến đường. Trên 131 km đường trục thôn bản và đường liên thôn bản được cứng hóa, 188,4 km đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm, 116,2 km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Ủy ban nhân dân huyện tập trung nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để mở mới đường liên xã, liên bản, đường ra khu sản xuất, duy tu sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường thôn bản, liên thôn bản, đường ngõ xóm và các trục chính đường nội bộ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, ủng hộ ngày công lao động, xây dựng hạ tầng giao thông theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.